vô được hay không ha. Xin phép hẳn thôi này cái nha. Đây là tổ trật tự với cái gì đó. Đây người ta đang dự lễ ở trên phía trên đây là cả nhà nhiều lắm nha. Các cơ động bảo vệ trật tự đầy đủ chưa ha. Bây giờ có mấy ông lớn đang trên đó người ta dự lễ. Ngày hôm qua là 23 tây nha cả nhà, thì còn chạy lên được chứ ngày hôm nay là không có thể nào lên được rồi. Thì mấy clip trước em quay em cũng có chia sẻ em nói rồi đó. Rồi cả nhà do an ninh ấy, nên em chỉ quay được một khúc cả nhà, rồi em chia sẻ lên thôi chứ giờ này quay đăng anh nữa không được cả nhà. Chút xíu rồi em sẽ quay tiếp đăng cho cả nhà mình xem nha. Giờ này em sẽ ngưng clip chút rồi em quay em chia sẻ tiếp cho cả nhà mình xem nha. Bảo vệ rất là nghiêm ngặt ở trên đó luôn cả nhà ơi. Live cam không có bay được gì chứ. Này biển số xanh của nhà nước không á. Cơ động nè. Bên cảnh sát cơ động không nha cả nhà. Đó. Cảnh sát cơ động là đủ phụ kiện hết trơn nha cả nhà. Cái gì cũng có để người ta trang bị vũ khí hết trơn. Rồi cảnh sát giao thông nè. Đó, cảnh sát giao thông của Vĩnh Long luôn. Cảnh sát giao thông, cảnh sát. Dạ, xin mến chào quý cô chú anh chị. Hiện tại em đang có mặt dưới dốc chân cầu Mỹ Thuận 2 phía bờ Vĩnh Long các nhà mình. Thì hôm nay là ngày 24 tây tháng 12 năm 2023. Thì giờ này cũng tầm 8 giờ sáng nha cả nhà. Thì cái công tác chuẩn bị người ta khánh thành cầu Mỹ Thuận 2 cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ nè cả nhà. Thì trong đó người ta đang làm việc ở trên kia, người ta đang dự lễ nha cả nhà. Thì em đang chạy hướng đi ra để em vòng lại em quay chia sẻ và cập nhật cho cả nhà mình cùng xem. Ở phía bên ngoài đó thì có mấy chiếc xe lưu nó đang di chuyển đi nơi khác để dự lễ khánh thành nha cả nhà. Ở đây thì xe máy này kia, xe máy múc, xe bồn bê tông ben này kia, xe ủi ha cả nhà, xe lưu thì người ta đang tập kết còn này để người ta rửa lại ha cả nhà, rửa sạch sẽ lại xong hết rồi. Còn cái khu vực bên ngoài này thì đường thì người ta cũng làm xanh xanh xuôi vô hết nha, cũng láng con rồi. Thì hồi nãy em cũng có dạo thử một vòng cả nhà ơi, người ta không có cho mình đi lên nha, tại vì cái tuyến đường ở phía trên đó là tuyến đường cao tốc nên xe hai bánh mà không thể nào chạy lên được. Có trước ngày 24 tây tháng 12 năm 2023 là như 23, 22, 21 trở lại thì xe mô tô hai bánh mình có thể xin chạy lên được. Còn hiện tại bây giờ là không có chạy lên được luôn nha cả nhà. Bây giờ chỉ trên đó là thấy xe ô tô 4 bánh thôi, 4 bánh trở lên thôi mới chạy được thôi. Đó, giờ này mấy chú mình cũng đang tính chạy lên hết cả nhà, mà không có chạy lên được. Mấy chú mình đang đậu đây để lát xin phép chạy lên coi làm sao kìa. Này là đường đi lên cao tốc nè. Đó, mấy xe này như 65A, 683 này kia phải rút lui lại không thể nào chạy lên được cả nhà. Ở đây người ta giữ trật tự hết. Đây có mấy chú công an nữa nè. Ta giữ ở đây chắn ngăn đây không thể nào lên được hết trơn. Phải đậu ngoài này mình quay lên thôi nha cả nhà. Đó, giờ người ta đang kiểm tra kìa. Đó. Cha xin phép phải có giấy tờ hẳn hoi này kia ha, có người giới thiệu mới có lên dự lễ khánh thành được nha. Đó, bây giờ người ta đang kiểm tra giấy tờ kìa, an ninh trật tự dữ lắm nha cả nhà, tại vì trên đó là có những ông lớn làm chủ tịch nước, thủ tướng này kia mới lên được thôi, không biết có đi được hay không nữa. Ta bảo vệ. Giờ em sẽ chạy lên trên hướng khu vực ở trên hết cả nhà. Cái đường này là vô đường hình như là xã Tân Hội hay xã Tân Hoài đó.
đó, người dân người ta hiếu kỳ, người ta đứng đây người ta xem nè cả nhà, đó đứng rất nhiều nè, để người ta xem nè, xem được cái thành nè. Đó trên đó là cảnh sát giao thông, phòng cháy chữa cháy, rồi xe cứu thương ha cả nhà, xe cứu hỏa này kia, cảnh sát cơ động thứ dữ không luôn á nè, cảnh sát cơ động mà bảo vệ trật tự đầy đủ chưa ha. Bây giờ có mấy ông lớn đang trên đó, anh ta dự lễ, mình chỉ đứng dưới đây như mấy người dân dưới đây để quay lên thôi nha cả nhà, chứ không có thể nào lên trên đó được nha cả nhà tham quan ha. Ngày hôm qua là 23 tây nha cả nhà, thì còn chạy chạy lên được, chứ ngày hôm nay là không có thể nào lên được rồi. Thì mấy clip trước em quay em cũng có chia sẻ em nói rồi đó, tại vì đường này là cầu Mỹ Thuận Cần Thơ, người ta đi đường cao tốc, chỉ có được nhà báo với phóng viên người ta vô đây, người ta đi có thể đi quay được thôi. Quá trời xe luôn. Ồ, này có ông gì làm. Hôm nay mấy ông lớn xuống nhiều á cả nhà, chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ rồi mà muốn gặp được mấy ông cũng khó nữa cả nhà. Đây mình lên tới trên đó khoảng 500 mấy trăm mét mới lên tới trên đó được. Đang đã đứng dưới đây quá trời luôn rồi cả nhà, mà lên không được. Ôi ôi quá trời xe luôn cả nhà ơi, xe cảnh sát giao thông, xe tuần tra, xe cảnh sát cơ động, rồi cứu xe cứu hỏa, xe cứu thương, rồi xe hộ tống đi nhóc luôn nè. Xe thiếu dữ không mà cả nhà, tại vì hiện tại trên đó là người ta đang dự lễ khánh thành nè cả nhà. Có nhiều ông lớn như là chủ tịch nước nè, thủ tướng chính phủ nè, bộ giao thông, bộ công an, có đủ hết nha. Trong đó là người ta gìn giữ trật tự lắm. Bây giờ muốn bay live cam quay qua bay cũng được luôn nha cả nhà, bay live cam gần gần là người ta bắn luôn đó, không cho bay luôn á, tại vì bay live cam người ta sợ bên an ninh đó. Rất là đông luôn nha cả nhà, kỹ sư, công nhân, rồi công an này kia ha, ở đứng đây quay không biết mấy ông la không nữa, xa quá quay không tới cả nhà. Mấy ông đứng cũng hồi hộp nữa. Ở đó người ta bảo vệ dữ dằn nữa nha, ở đây nó có cái đường đi xuống nè, mà mình muốn đi lại đó đi không được, tại đó người ta bắt chết luôn nha. Ta đợi chút xíu cắt băng Khánh Thành để người ta lên chơi nè cả nhà, mà giờ đợi biết chừng nào trời. Người dân người ta hiếu kỳ đứng xem rất là nhiều, đứng xem rồi chụp ảnh quay phim cũng rất nhiều luôn nè cả nhà mình ơi, rất là đông vui luôn. Thì ở đây người ta bảo vệ rất là nghiêm ngặt nha cả nhà, xe mô tô hai bánh là không được lên trên cầu Mỹ Thuận nha, chỉ có xe dành riêng cho ô tô bốn bánh là những người ta làm trong công trình, rồi những người ta làm trong cơ quan nhà nước ở tỉnh Vĩnh Long với Việt Nam mình mới được lên trên đó làm lễ khánh thành nha cả nhà.
còn như bình thường người dân mình thì không thể nào lên trên đó được hết á. Ở đây người ta bảo vệ rất là nghiêm ngặt luôn, cảnh sát cơ động, công an, hình sự đủ thứ nha cả nhà. Rồi mấy người làm trong bộ công an nữa, ta lại đây người ta bảo vệ rất là nhiều á. Thì ở đây cũng có những anh YouTuber cũng có quay chia sẻ lên nè cả nhà, rất là đông luôn ha. Còn vẫn còn đang làm lễ khánh thành trên đó cả nhà. Công an bảo vệ rất là nghiêm ngặt ở trên đó luôn cả nhà ơi. Livecam không có bay được gì chứ, ai có livecam bay quay là không được luôn. Phía trên đây xe của bộ với bên giao thông ta đậu nữa cả nhà. Cái xe của người dân mình chưa có lên đây được đâu nha. Khi nào dự lễ khánh thành xong thì lúc đó thông xe thì mới có cho chạy được ha. Nhiều mấy chú bên YouTuber ha, đến đây tao quay chia sẻ rất nhiều luôn ha nha. Chú đó đang đứng chụp hình không làm gì kìa, đứng xem quá trời luôn, quá trời đông ta luôn cả nhà ơi, mấy trăm người luôn á, mà chỉ được đứng ở khu vực bên dưới thôi chứ không thể nào lên được cái khu vực bên trên ha. Đứng xa xa ha cả nhà, không được lại gần. Công an người ta bảo vệ nghiêm ngặt lắm, cái nhà dưới này nó có cái con đường mòn là công an người ta trực chỉ, người ta nhìn xuống, người ta nhìn xuống dưới đây người ta kiểm tra này kia ha. Giờ này thì cũng tầm 10 giờ hết nha, khoảng chừng 10 giờ mấy 11 giờ là lúc đó bà con mình có thể đi lên đây tham quan luôn được rồi. Để khu vực ở dưới mặt đất với mặt đường cái nhà mà còn người ta còn bảo vệ ở trên mé trên trời kêu là trên trời đó, người ta xác định những thứ này kia không cho tới cái chỗ khu vực dự lễ khánh thành nha. Động xe tuần tra giao thông, xe quân khu để người ta bảo vệ. Ở đây có cái chú mình cũng đang đứng bảo vệ khu vực bên dưới không cho ai lên nè cả nhà. Bên ngành cơ quan nhà nước á thì ta lên được, tại vì ta có làm cho nhà nước. Còn như người dân mình thì đó không lên được, ở đây người ta bảo vệ nghiêm ngặt kia luôn nè cả nhà. Chứ bảo vệ vô cái đường cao tốc nè. Đó. Ở ngoài này người dân mình cũng đứng chụp hình quay phim nhóc hết trơn luôn nè cả nhà. Đàn bạn chạy ở đây cho bà con mình nè. Đó, bà con mình chụp hình quay phim, có mấy anh YouTuber quay nữa. Giờ mình sẽ chạy ra đây khúc mình lạng cho vô nữa cả nhà. Cả nhà ở ngoài cái khu vực đầu lộ này ngoài này cả nhà thì có đèn xanh đèn đỏ nha cả nhà. Khi thông xe lát đây thông xe là đèn xanh đèn đỏ mình sẽ có, rồi lúc đó sẽ chạy rất là an toàn an tâm luôn nha. Ở khu vực bên ngoài này người ta đứng cũng xem cũng rất nhiều hết cả nhà. Đây có mấy chú công an hình sự người ta giả dạng nhân thường nha cả nhà. Nhìn mình không biết người nào là dân, người nào là công an luôn nha. Để người ta bảo vệ khu vực ở đây á. Chạy mấy anh kia cả nhà ơi, đường đó là vô không chắc cứu không được rồi. Đây bà con mình đứng còn rất là nhiều ha. Đây có người dân, chắc hình sự người ta cũng len lỏi trong đây nè cả nhà. Mình không biết á. Còn em ở dưới đây thì chỉ với mấy chú thì chỉ đứng ở dưới khu vực ở bên dưới này để quay thôi nha cả nhà, chứ không thể nào đi đến được cái khu vực ở bên trên cầu Mỹ Thuận với cao tốc cả nhà. Đó, đi nổi luôn. Ta đang chạy ha. Ở đây không thấy được cả nhà ơi.
đó, ta chạy xe tròn với tròn đó nha. Giờ ta chạy vòng lên cổ mới thận nữa rồi. Đó, xe có mấy người ta làm lớn bên công trình bên bộ nè. Đây cũng đông lắm cả nhà. Người dân mình đến đây xem rất nhiều ha. Đó, có xe của mấy ông cơ quan xe bánh số xanh luôn ha. Đó, giờ này xe chạy xuống nữa đó cả nhà. Chạy hướng bên đó là không thấy. Ở khu vực bên đây hướng ngoài này thì người ta cũng đứng đây người ta xem rất là nhiều nè cả nhà ơi. Rất là đông luôn nè. Ở ngoài phía bên ngoài này nè. Đó, giao thông. Sáu mươi năm luôn, con số xanh luôn. Đó, có nguyên một đoàn luôn á nha. Đoàn xe của mấy người bên công trình với bên bộ giao thông này kia ta đang chạy xuống nha. Đó, này chắc của mấy ông lớn không quá ha. Mấy bển hả? Mấy ông bên Tiền Giang ha. Thời gian bản khách sạn qua đây. Bản số giữ thôi, bản số 50E80B không cả nhà. Số xanh đó nha. Nguyên một đoàn xe bản số xanh không à. Bản số này bản số xanh của nhà nước không á. Rồi có xe của tuần tra giao thông hay gì, của tuần tra cơ động gì đó. Đó. Kiểm soát quân sự. U, dữ ta. Kiểm soát quân sự là mấy ông này thứ dữ nè. Nhưng mà kiểm soát quân sự là thứ dữ không á. Có kiểm soát quân sự là giờ đa số vậy. Hết sức nhiều luôn. Là xe kiểm soát quân sự nữa. Xíu đi được rồi. Ồ, nghe nói chú đó nói chút xíu đi được rồi là phái rồi đó. Nói chỗ này là đúng rồi, chính xác rồi đó. Vậy hả? Sớm giờ đợi cũng lâu đó, bụng rồi chưa có ăn gì luôn á. Đúng rồi, để không chạy đến chơi. Đó, nhà ơi, nguyên một đòn luôn nè. Chút xíu là lên được cả nhà, chú đó mình mới chạy xuống, chú nói là chút nữa lên được rồi. Giờ này xe gì gần bớt rồi cả nhà. Mấy ông bự không cả nhà ơi. Xe vẫn số xanh không ạ?
64A còn ở nhà bên chú Thanh không nè. Của đòn á. Đó, cảnh sát giao thông chạy đi luôn rồi, không có hú còi nữa rồi. Này, xe này cũng đang rước nè. Rước mấy ông làm lớn. Xe này xe bên cơ động nè. Bên cảnh sát cơ động không nha cả nhà. Đó. Cảnh sát cơ động là đủ phụ kiện hết trơn nha cả nhà. Cái gì cũng có để người ta trang bị vũ khí hết vậy. Chú mình ôm cái máy quay siêu to khổng lồ luôn cả nhà. Mình chơi cái điện thoại đơn giản à. Còn chú mình là chơi nguyên cái quê nha cả nhà. Cảnh sát giao thông nè. Cảnh sát giao thông của Vĩnh Long luôn. Cảnh sát giao thông, cảnh sát. Ủa, có xe chữa cháy nè cả nhà ơi. Có xe cứu hỏa chữa cháy nha. Mấy chú mình quay phim phái cười cái nha. Chữa cháy của Vĩnh Long. Mấy anh này là đang phỏng vấn, quê trời quê đang phỏng vấn chú đội nó bảo hiểm luôn cả nhà. Rồi có người ta lên kìa. Bà con mình đang ở dưới đang chạy lên lần lần kìa cả nhà. Đó. Đường đầu lần đó lên đường, người ta lên nha, lần lần rồi kìa. Đây cũng có quê tây quê xuống phỏng vấn luôn hả cả nhà, phỏng vấn chú này hả cả nhà. Giờ này cho đi rồi kìa, chạy lần lần lên rồi kìa. Mà không biết chạy lên được không nữa. Dừng ở đây cái mình đi về qua bên cái cầu kia nè. Đó, bây giờ dân mình đang đứng ở cái khu vực bên dưới là để chuẩn bị chạy lên hả cả nhà. Giờ em cũng chuẩn bị mình lại đó để mình xem bà con mình đằng đó coi có lên được hay không để mình lên chung luôn nha cả nhà, để mình quay lại cái khung cảnh mà náo nhiệt mừng cầu Mỹ Thuận 2 mình khánh thành thông xe nha cả nhà. Đứng về phim thật sự rồi. Quá trời người ta cả nhà ơi. Em thấy mình nôn trơn luôn rồi đó. Hổng gà em cũng có lên cầu Mỹ Thuận em quay đấy. Nhưng mà hôm nay là nôn nhất luôn. Tại vì đây có rất là đông bà con cô chú anh chị mình đang đến đây để người ta được lên ngắm nhìn cái cầu Mỹ Thuận ngày hôm nay nó trang trọng và hiện đại bậc nhất của Việt Nam mình là như thế nào nè. Đây có nhiều anh YouTuber với báo đài truyền hình đã cũng quay rất nhiều nè ha. Đó bà con mình nôn nao được đi nè cả nhà ơi. Đó, mấy chú mình quay phim nè đông vui hết cả nhà. Đứng sắp hàng nguyên một đoàn xe để được đi lên nha cả nhà. Xin được lên nha. Rồi anh này anh chơi nguyên cái cây quay phim chà bá luôn. Cái cây quay phim này quá dữ luôn à. Chú mình thì đây cũng quay nè cả nhà ơi. Để quay để mình chia sẻ lên cho bà con cô chú anh chị mình làm ăn xa quê để ngắm nhìn cầu Mỹ Thuận 2 được thi công do kỹ sư Việt Nam mình thi công luôn nha cả nhà. Công dân mình đó. Đó bây giờ chú mình đang được phỏng vấn của đài truyền hình VTV nha cả nhà. Có rất nhiều anh YouTuber đứng lại đứng quay ha. Anh đó anh quay cái video phim bự dữ cả nhà. Em thì chỉ cầm trong tay em quay cái điện thoại quảng quảng thôi. Đó có rất là nhiều anh YouTuber ha. Chú mình đây nè.
Ôi chúng mình có cái cây quay đã Google luôn nha. Đó, bà con mình đang rất là náo nhiệt nha cả nhà. Từ mà ở trước ở tới phía sau luôn. Rất là nôn nao cả nhà. Mấy bữa gà em không có nôn nao chứ bữa nay em rất là nôn nao luôn ha. À, cái chú mình đội nón xanh đang được phóng vắng kìa. Đó, cô chú anh chị bà con mình đang đứng đây nôn nao hết trơn cả nhà ơi. Để trông chờ được chạy lên hết cả nhà. Thì cầu Mỹ Thuận 1 mình bây giờ nó không cũng không có đông bằng cầu Mỹ Thuận 2 em xin lỗi cả nhà. Cầu Mỹ Thuận 2 mình bây giờ nó không có đông bằng cầu Mỹ Thuận 1 hồi xưa ha. Cầu Mỹ Thuận 1 hồi xưa là nó đông đông bà con dân Việt Nam mình rất là đông luôn. Ta đến đây người ta đi tham quan cái cầu đầu tiên ở Việt Nam á. Đó đi không có đường đi luôn á, đi mà phải chen lắng dữ dằn luôn. Rồi nhịn đói nhịn khát nữa, dầm mua giải nắng nữa để đi tham quan nha. Còn giờ thì có điện thoại truyền hình ta lên đó người ta xem rồi nên nó cũng đỡ lại một chút. À, chú mình được phóng vắng nữa kìa. Đứng ở dưới đây để trông ngóng lên được cây cầu Mỹ Thuận 2 từ sáng giờ luôn cả nhà. Giờ này cũng tầm trưa luôn rồi, nắng trưa luôn mà hên cái là bữa nay trời nó không có nắng cũng đỡ. Nhìn đó nhìn khác từ sớm giờ để mà được lên trên cầu Mỹ Thuận 2 ngắm nhìn cái khung cảnh đông vui như ngày hôm nay. Cây cầu Mỹ Thuận 2 do kỹ sư Việt Nam mình xây dựng luôn hết cả nhà, quá tuyệt vời luôn. Hồi xưa là em nghe nói là cầu Mỹ Thuận 1 là kỹ sư người Úc người ta xây dựng ha, còn bây giờ thì cầu Mỹ Thuận 2 mình kỹ sư Việt Nam, công dân Việt Nam luôn. Rồi cái nhà thì giờ này cũng chưa có được lên cầu hết cả nhà. Thì gian giờ này thì bà con mình cũng nôn nao cũng muốn lên cả nhà, nhưng mà đứng nãy giờ cũng khá là lâu cũng vẫn chưa lên được nha cả nhà. Thì giờ này em cũng ngưng clip bà nhà, một lát khi nào mà cầu Mỹ Thuận ở hai đây người ta cho đi lên thì tiếp tục em sẽ quay và chia sẻ cập nhật tình hình cho cả nhà mình xem tiếp nha. Chứ giờ này đứng rồi quay vòng vòng đây thì nó cũng không có được cái gì nữa, nên em ngưng clip để lát tiếp tục em cập nhật cái phần sau cho cả nhà mình xem nữa nha cả nhà. Cả nhà mình nhớ nhấn đăng ký kênh để lát em cập nhật tiếp cho cả nhà mình cùng xem nha. Nhưng mà chưa có được lên thì bà con mình cũng đang đứng đây để đợi nè cả nhà, để đợi để chạy được những trên cái cung đường mà láng con như vậy nè cả nhà. Đó, ở đây có những ta chở rất là đi đông ha. Mấy chú mình bên đài truyền hình nữa nè cả nhà. Đi vô đây không biết người ta cho không. Có mấy chú đợi riết đợi không nổi rồi, người ta nói chạy về nhà ăn cơm chút xíu đi rồi chạy lên nữa, chứ giờ này để hết nổi quá trời đói bụng rồi. Xây dựng được cây cầu Mỹ Thuận 2 này thông tuyến rồi, tạo điều kiện phát triển về kinh tế, du lịch cũng như cảnh quan cho tỉnh trong ngoài trong Vĩnh Long, nhất là khu vực Vĩnh Long rồi. Tuy nhiên đó là tôi mong rằng mấy ông chính phủ nhà nước quan tâm nhiều ở chính tỉnh trong ngoài trong Vĩnh Long á. Vì nơi đây là tổng thu nhập kinh tế quốc doanh rất lớn, cũng là mấy ổng quan tâm xây dựng cơ sở thường hạ tầng cơ sở còn hạn chế. Tôi nói vậy là chắc các anh hiểu á. Cái chủ sao tôi cũng quan nghênh là đội ngũ kỹ sư Việt Nam. Tuy nhiên tất nhiên là mới xây dựng cầu vài cây cầu thì cái trình độ kỹ thuật chưa đạt cái mức độ tuyệt đối, nhưng mà hy vọng là trình độ kỹ đội ngũ kỹ sư Việt Nam sẽ đạt tới những trình độ kỹ thuật cao hơn, bắt kịp với các đội kỹ sư của các nước tiên tiến trên thế giới. Dạ, xin cảm ơn. Chú ở đâu mà chú lại đây chú tham quan cầu chú? Tôi ở cầu bên cầu cái đôi à, chỗ Tống Tân Quế, phường Tân Hòa. Chú đợi sáng giờ mấy giờ chú? Tôi mới tới đây khoảng chừng hơn tiếng hồ. Dạ, rồi sáng giờ ăn cơm nước gì chưa? Dạ chưa. Trời ơi, nhìn đó đợi lên đây đi phải không?
thì trong lòng tôi cũng hân hoan chờ đợi cái giờ phút mà thông xe thông tuyến như thế nào. Còn có những cái lần mà hân hoan khi cây cầu đỉnh cao cũng như một số cây cầu sắp phát triển. Này chú đi mua gạo hay là chú lãnh gạo gì vậy chú? Không, tôi này của người khác chờ chở dùng. Dạ dạ. Chú đi làm gì luôn hả? Dạ dạ. Dạ. Năm nay chú. Cảm ơn chú rất nhiều. Rồi, chú rất nhiều. Chào. Cái tổng thu nhập về kinh tế quốc dân của miền Nam Việt Nam là rất lớn, nhưng mà cái mức độ mà xây dựng cơ sở tầng hạ tầng cơ sở vật chất cho miền Nam là quá ít, quá hạn chế. Tôi hy vọng là chính phủ nhà nước Việt Nam sẽ quan tâm nhiều hơn, tạo sự phát triển nhiều hơn. Nghe nói thì ủa ngày mai mới được lên ha. Bà con chú anh chị mình giờ đói bụng quá, con chạy về không thể nào đợi được nữa. Không thể nào đợi được nữa. Đó. Ôi. Là bữa nay không có lên được hả chú? Mai không lên được luôn. Chiều nay vậy là thông xe xong ra đi. Vậy là chỉ thông xe lớn thôi hả? Thì được kêu được cao tốc mà. Dạ, vậy là giấc chiều thì không cho bà con lên tham quan rồi. Rồi tội nghiệp mấy ông bà để đó bụng từ sáng giờ. Ở Hậu Giang luôn, quanh luôn. Mà chỉ cho dành cho xe lớn thôi. Là xe ô tô 4 bánh trở lên là chạy thôi, còn như xe 2 bánh của người dân mình chạy lên không được nghe cả nhà. Tại vì lý do là đây là đường cao tốc. Cao tốc Cần Thơ Mỹ Thuận. Nên xe mô tô 2 bánh chạy không được. Thì em với mấy anh YouTuber ở đây thì cũng gắng cố gắng lên đây để quay chia sẻ cập nhật lắm, nhưng mà cũng không được rồi cả nhà. Thì trên đó thì lễ khánh thành thì cũng đã làm dự lễ khánh thành cũng hoàn thành rồi cả nhà, cũng xong rồi. Giờ này người ta trên đó người ta tháo vàng ra hết trơn, tháo này kia ra rồi, người ta dọn gì à. Ngày mai sáng mai là 7 giờ là cho xe cơ giới lên nha cả nhà, xe ô tô 4 bánh đổ cho lên thì được lên, còn như xe mô tô 2 bánh thì bà con mình lên không được nữa nè. Chở con người ta đi cũng bắn cắt đông luôn nhưng mà không được cả nhà. Đó đây có mấy xe đây người ta không biết, ta mới lên sao người ta không biết, ta lợi nè cả nhà để người ta được chạy lên nè, nhưng mà không được luôn. Rồi nguyên gia đình anh chị mình giờ này cũng chạy về luôn cả nhà ơi, mới chạy lên nghe nói phong phanh vậy chạy về rồi. Mấy chị mình lên mà không có được lên cầu rồi người ta chạy về cả nhà. Đây có hai chồng chú mình cũng chạy lên nữa nè cả nhà ơi, mà ta đâu có cho chạy lên đâu lên. Đây có mấy chị mình cũng đang đi tham quan nè cả nhà ơi, rồi làm như lên không được hay sao về cả nhà ơi. Đó bên đây có hai chị mình nữa nè, về luôn rồi, không lẽ lên không được rồi cả nhà ơi, chắc lên không được rồi. Đó phía đây xe tải nó đang chạy lên để nó chở những cái dàn giáo, những cái mái che này kia để về nè cả nhà. Cô ở đâu lên tới đây lận cô? À? Cô ở đâu lên tới đây lận cô? Ở An Giang. Trời ơi, từ dưới An Giang mà chạy lên tới cầu Mỹ Thuận 2 để dự lễ xem lễ khánh thành luôn. Trời ơi. Từ trên An Giang chứ. Cho Lâm Xuyên. Lâm Xuyên An Giang chạy xuống đây. Đi hồi mấy giờ cô? 5 giờ. 5 giờ sáng. Giờ này mới tới. Không tới lâu rồi, tới nhà chứ Lâm con gái nè. Dạ dạ vậy là cô. Dạ con gái cô Vinh Long mà cô chạy xuống dưới chơi xíu, cũng bây giờ nó mới lên phải không? À. Dạ dạ. Giờ này cử sáng thì nghe nói không có cho lên cái đó cô, mà cử chiều này không biết có may mắn lên được hay không cũng chưa biết. Nghe nói là bữa nay ăn nè. Đúng rồi, bữa nay lễ dự lễ khánh thành rồi nè. Ta dự lễ khánh thành xong rồi ta tháo đồ người ta đem về kìa. Chắc giờ chiều cũng cho lên à. Con hồi sớm nghe phong phanh là nói ngày mai là 7 giờ thông xe. Nghe nói phong phanh là mấy chú bảo vệ Đà Nẵng nói là mai là 7 giờ thông xe, nhưng mà chưa chắc gì là xe mô tô 2 bánh mình chạy lên được, tại vì cái đường này là đường dành cho cao tốc, xe lớn nó chạy không à, không biết là mình có người ta có cho mình chạy lên được xíu nào không biết. Dạ thì lên tham quan chút xíu xuống à, thì con cũng đến đây con quay chia sẻ cho bà con mình xem luôn mà.
Dạ con ở bên gần Phà Đình Khao á cô. À. Dạ. Đây có mấy anh mấy chú mình cũng đến đây để chuẩn bị đi tham quan mà thấy tình hình không ổn à. Rồi, cảm ơn nha cô. Bên nhà báo nè, bản xe 80B, bản xe dữ ha cả nhà. À, lên chắc không được rồi. Ông ngoại tính đi mà đi không được rồi nè cả nhà. Chạy luôn, chạy chạy kẹo chạy nè. Chạy cho chạy hả? Ừ, ừ, đây nè, đi đường này nè. Chạy lên. Ông mới giật mới kẹo chạy nè. Đó, đi chạy đường đó, đi qua đó rồi chạy lên. Ông ngoại ông lên không được, ông bực bội nè cả nhà. Ông tính là lên đây, ông lên cầu cái thận mà ông lên không được, ông bực bội kìa. Ông nóng rồi kìa. Tại đường cao tốc mà đâu lên được. Rồi thấy tình hình thì lên không được rồi cả nhà ơi, chắc về quá. Giờ này trên đó người ta mở mấy cái mái che nè cả nhà. Mái che mở ra hết trơn rồi. Để người ta thu gom, người ta đem về. Đem về cả nhà, mái che lớn lớn không. Rồi chú này không cho xe hơi chạy qua luôn đó cả nhà. Xe hơi còn chạy không qua không được, nói chi mình xe mô tô hai bánh. Ở đây mấy anh chị mình cũng đến đây để đi lên nè. Không có lên được đâu, bị đủ rồi. Gần xong rồi nè. Đó, áo gà hầu như muốn xong rồi. Mấy chú mấy cô mình đang đứng nhón nhón để được đi vô mà vô không được rồi cả nhà. Rồi ta chạy xuống cái đường gầm hầm đó đi vô mà vô cũng đâu có được. Chứ đó là nó có đường hầm mình chu bên kia rồi, là bên kia nó cũng có cái dốc cao vậy nè, không có đường nào lên được hết trơn. Rồi mình đi tới đây rồi nè cả nhà, nãy ông ngoại mình lên không được, ngoài mình tức quá, ngoài mình đi về rồi nè. Đó, ông ngoại mình đi bộ lên mà đi không được luôn. Đi ở bển kìa, đi về luôn rồi, lội từ trống ra tới đây nãy cũng cả cây số à. Đó, ngoài mình đi về kìa, ngoài mình nóng về, nóng quá về luôn rồi. Ông ngoại, nãy ông lên không được hả? Được không? Lên được không? Hả? Lên được không? Được. Được nhưng mà đi bộ quá chứ đi xe nó đâu cho lên. Cho. Không có cho. Hồi nãy con với mấy ông kia đi lên mình lên không được. Mới đi về nè. Trời ơi bên kia cũng vậy hả ông ngoại ơi. Hôm qua lên được chứ giờ lên hết được rồi. Rồi cái nhà giờ này em cũng clip hẹn cái nhà mình lại clip lần sau. Cái nhà mình có đã quan tâm những cái clip kế tiếp hãy nhớ đăng ký kênh để ngày mai ngày mốt đi cập nhật tình hình cái khu vực cầu Mỹ Thuận 2 này cho cả nhà mình xem nữa nha, để coi chừng nào mới có thể xe chạy được hết cả nhà. Rồi với thêm clip hẹn cả nhà mình lấy clip lần sau nha.